Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn trồng cây hoa súng. Thì cây hoa súng này mình đặt mua ở trên mạng. Người bán cho mình ở Huế và người ta chuyên bỏ sỉ cái cây hoa súng này. Họ có rất là nhiều giống và hoa cũng rất là đẹp. Mình có mua tổng cộng là 5 cây nhưng mà mình sẽ làm video hướng dẫn trồng một cây thôi. Thì mình sẽ trồng cây hoa súng vào trong cái thùng này. Đây là một cái thùng nhựa nhé. Và chiều cạnh dài cạnh rộng của nó là 30 x 30. Và chiều cao của nó cũng 30 luôn. Rất là thích hợp để trồng một cây hoa súng vào trong này. Rồi, cái cây hoa súng mà người ta bán cho mình là người ta đã cắt cái phần gốc đây rồi. Người ta để lại mỗi cái củ thôi. À, gọt bớt lá luôn. Và cây hoa súng này nó đang đâm mầm hoa này. Và lá mới. Lá của cây này nó cũng rất là lớn. Ở trên đây có mấy cái đọt. Cái chỗ này là nó bắt đầu hình thành lá mới này. Là chuẩn bị cây mới nó phát triển này. Đấy, mấy cái lá già này nó sẽ có mấy cái mầm mới phát triển lên. Rồi, vậy thì đất để trồng cây hoa súng thì cần có những cái gì? Để trồng một cây hoa súng thì mình thích hợp nhất đó chính là đất sét. Đây chính là đất sét. Đất sét này mình lấy ở ruộng nha các bạn. Này, đất sét. Đất sét này nó có pha một chút đất đỏ vô. Tốt thôi. Rồi, nếu như mà chúng ta không có đất sét thì chúng ta sẽ sử dụng đất đỏ Bayan. Đây là đất đỏ. Thì do cái đất sét của mình ít quá cho nên là mình sẽ bổ sung thêm một chút đất đỏ vô nữa. Thì cái đất đỏ này các bạn muốn trồng thì chúng ta phải ngâm cho nó mềm ra đã nha. Các bạn ngâm cái đất đỏ này cho nó mềm ra. Rồi dùng tay nhặt mấy cái cục cứng bỏ đi. Bóp cho nó mềm ra rồi mấy cái cục đá chúng ta bỏ đi. Rồi, tiếp theo đó chính là phân bón. Ở đây mình có một chút phân hữu cơ. Phần này lần trước mình mua về để mình làm cái bể thủy sinh nhưng mà nó còn dư. Và đây là phân hữu cơ, phần này người ta trộn sẵn rồi. Ở ngoài họ bán có 10.000 một ký thôi, rẻ. Phần này nó rất là tốt, rất là phù hợp để trồng cây hoa súng. Ngoài ra thì người bán hàng còn bán cho mình thêm một cái túi phân này nữa. Phân này là người bán hàng họ tự làm. Thì họ hướng dẫn rằng nếu như trồng cây hoa súng vô, chúng ta chỉ cần nhét một cục phân này ở ngay bên cạnh cái gốc là cây có thể phát triển rất là tốt. Và cứ khoảng 1 tháng 2 tháng thì chúng ta lại bón thêm một cục. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đưa hết toàn bộ cái hỗn hợp đất phân vào trong cái thùng này. Rồi, cái lớp đầu tiên mà chúng ta cần bỏ vô trong cái thùng này đó chính là phân hữu cơ. À, cái thùng này nó có một cái đặc điểm đó là nó có một cái lỗ nha các bạn. Đây, cái lỗ nó đây. Và cái lỗ này nó được vít lại bằng một cái đây. Một cái con vít ở đây. Nếu như mà ta vặn cái vít này là cái lỗ nó sẽ rút được nước ra. Rất là hay. Và cái thùng này mình mua đó là 50.000. 50.000 một cái. Ok, chúng ta bỏ phân hữu cơ vào trước. Phân hữu cơ thì không cần thiết phải bỏ nhiều đâu các bạn. Bỏ nhiều cũng được nhưng mà mình nghĩ không cần thiết, tại vì đất đỏ với lại đất sét nó cũng đã có dinh dưỡng rồi. Và ngoài ra còn bón thêm cái phân mà người ta cho kèm nữa. Nên là mình nghĩ không cần phải nhiều phân hữu cơ đâu, chỉ cần một lớp mỏng thôi. Rồi sau đó
là đến đất đỏ đã được bóp nát. Cái việc mà bóp nát cái phân không phải cái đất đỏ này á là để cho rễ của cây nó phát triển tốt hơn, dễ phát triển hơn và dễ lấy dinh dưỡng hơn, chứ nếu như mà đất cứng quá thì cây sẽ khó phát triển và khó lớn hơn. Rồi sau khi mà chúng ta bỏ đất đỏ vào rồi thì chúng ta nên bỏ cả cây vào luôn. Các bạn canh cái cây ở giữa giữa rồi chúng ta sẽ bỏ đất sét vô nha. Bỏ đất sét vô rồi chúng ta khoan, hãy lấp cái gốc mà chúng ta hãy bỏ một cái viên phân ở ngay bên cạnh. Mình sẽ bỏ một viên phân ở ngay bên cạnh luôn. Rồi. Hiện tại thì đất sét nó rất là dẻo. Thế nên chúng ta phải dùng cái tay của mình để bẻ cái viên đất sét ra, bỏ mình đánh cái viên đất sét nó ra để lấp lấp lên trên cái góc của cái súng. Sau đó là mình sẽ cho nước cao, chúng ta không cần phải lấy đè nặng vào trong cái gốc của cây đâu nha, nếu mà đè nặng quá thì cây nó sẽ bị bí gốc và nó thúi mất. Chúng ta cứ để đất sét phủ quanh là được, đừng có ấn nó chặt quá. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vô nước. Thì có một câu hỏi đặt ra là nếu như chúng ta không có phân, không có các loại phân thì chúng ta có thể sử dụng phân ở đâu? Thì bật mí cho các bạn biết đó là chúng ta có thể lấy nước ở trong hồ cá. Cái lớp phân ở dưới đáy của hồ cá nó cũng rất là tốt nha, vì cái đó là phân của cá với lại thức ăn thừa, nó đã được phân hủy ra, nó tạo ra một lớp phân rất là tốt, nên là trong hồ cá của mình cây thủy sinh mọc rất là tốt. Rồi như vậy thôi. Ở đây chúng ta có thể để ý rằng đó là những cái lá này nó khá là lớn nè, nhưng mà không sao đâu các bạn, cây nó sẽ tự thích nghi và nó thu nhỏ cái lá này lại, nó sẽ mọc ra những cái lá mới nhưng mà nhỏ hơn những cái lá này để thích nghi với cái chậu này. Mình trồng một vài cây súng trước đây rồi cho nên là mình để ý thấy cây nó thích nghi rất là tốt. Còn nếu như mà trong môi trường này đầy đủ dinh dưỡng thì cây nó cũng sẽ rất là phát triển cái lá
và có khi cái lá nó còn to hơn cả cái lá này nữa, và nó phủ lên tới đây, nó phủ ra ngoài đây luôn. Nhưng mà khi mà nó đã phủ ra tới ngoài rồi, mình phải tưới nước thường xuyên cho nó, chứ không là lá nó sẽ bị nắng thiêu đốt mất. Rồi, video hướng dẫn trồng một cây súng của mình đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn có thắc mắc gì về cách trồng, hoặc là nơi mua, hoặc là nơi bán cái chậu này, thì các bạn có thể xem ở trong cái phần mô tả trong video, hoặc có thể comment trực tiếp trong video để mình sẽ trả lời. Mình online thường xuyên nên mình trả lời rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.